Ladies and gentlemen, xin hoan chào đón tất cả các bạn trở lại với channel của chú Hè Mini. Và trở lại với series tập làm bóng nghệ thuật thì ngày hôm nay chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn làm bài tập về con gấu nha. Rồi, bắt đầu vào bài tập của mình thôi nào. Để con gấu này qua một bên đi ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng một quả bong bóng bất kỳ. Rồi, chúng ta sẽ bơm lên hai hơi thôi nha các bạn. Một, hai, đó. Chừa rất là dài. Sau đó còn lại. Đầu tiên chúng ta căng thẳng ba đôi tay. Sau đó căng thêm một đốt nữa bằng cái đốt này. Đánh nó vô. Đó là như thế này nè các bạn. Đó. Sau tiếp thì chúng ta ướm ba ngón tay. Bằng một đốt. Xong lấy ngón út của chúng ta dính vào đây. Xong ướm bằng một đốt bằng hai ngón tay, một thằng đầu nhỏ. Xong tiếp đó chúng ta lại làm một đốt nữa bằng cái đốt này, ba ngón tay. Và tiếp tục chúng ta lại làm một hạt đậu nhỏ bằng cái hạt đậu này, hai ngón tay. Đó, thấy chưa? Rồi, sau đó chúng ta lại tạo thêm một đốt nữa bằng với hai đốt này. Rồi, chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Như vậy. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái này lên đây. Chúng ta sẽ quay hai cái này lại với nhau. Chúng ta sẽ đặt thành nó 3 đốt. À, rồi nó đốt ở đây. Thêm một đốt nữa bằng cái đốt này. À, thêm một hạt đậu nhỏ nữa. Đó. À, thêm một đốt nữa. Một đốt nữa. Đó, rất là đơn giản nè. 2 đốt, 1 hạt đậu và 2 đốt còn lại. Và chúng ta gắn nó vào lên cổ của con gấu. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ của nó. Hạt đậu nhỏ thôi nha. Đó, xong bên này tương tự chúng ta tạo thêm một hạt đậu nhỏ. Xong cái còn lại dư chúng ta sẽ phá cái này lại và đổ cái này vô. Đó, đó là đơn giản đúng không nè. Xong con gấu rồi. Còn lại chúng ta chỉ cần vẽ nữa thôi. Lấy cái bút ra. Mắt cho nó. Một con mắt. Hai con mắt. Để cái mũi con gấu. Chừng gấu lên đây. Đó. Xong. Trời quá đơn giản luôn đúng không các bạn. À, thì đây là con gấu. Mà nếu mà chúng ta muốn làm thêm một cái tay cầm nữa thì chúng ta sẽ bơm lên một bong bóng khác. Bơm lên một màu khác. Màu trắng chẳng hạn. Đó. Bơm lên khoảng. Rồi, bong bóng này đã được đổi. Xì đi. Rồi, chúng ta tụt lại. Chúng ta sẽ gắn vào đây. Và chúng ta tạo một phần. Chúng ta bốn đốt tay. Đó, hơi đổi một xíu. Bên này một phần nữa các bạn. Hai phần. Và ở đây chúng ta tạo một phần đầu nhỏ. Tạo một cái phần nhỏ cũng được. Đó. Cho nó giữ lại. Nè, nó thấy không? Đó. Xong cái tay cầm. Tinh. Và thêm muốn cho con gấu này thêm đẹp nữa thì chú Hè Mini sẽ gắn thêm cái trái tim vào nó nữa. Chú sẽ lấy trái tim màu hồng. Bơm lên. Do con gấu kháng ánh nên chúng ta bơm chừa hơi dài lên một xíu nha các bạn. Cột vô. À, trái tim thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn lại cho các bạn là trái tim nha. Chúng ta vuốt lên đây nè. Rồi giữ lại. Ta xuống. Và nắm nó vào ở đây. Ở đây chúng ta phải có một cái cho nó tạo thành khớp. Đó, bóng rất là dài, không lỗi đâu các bạn. Đó.
đẩy qua, đẩy lại, đẩy qua, đẩy lại, đẩy qua. Xong cái trái tim, cái tim, cái tim, cái tim tình yêu. Xong thì còn lại chúng ta sẽ đánh vào đây. Vậy là đã xong con gấu lần vô cái trái tim rồi nè các bạn. Rồi với bài tập con gấu ngày hôm nay thì rất là đơn giản đúng không nào? Hy vọng là tất cả các bạn sẽ cố gắng thực hiện nha. Và phải nhớ đừng quên like cũng như là chia sẻ clip cho chú Hề Mini. Ai chưa subscribe thì hãy nhớ subscribe cho đăng ký chú Hề Mini nha. Và bạn nào muốn chú Hề Mini bài sau nặng về bài tập gì thì hãy cứ comment ở phía bên dưới. Chú Hề Mini sẽ cố gắng tập và trả bài sớm nhất cho tất cả các bạn nha. Xin chào, bye bye.